Các bạn ơi, hôm nay mình giăng lưới như này các bạn. Bữa nay không thấy ai giăng như này các bạn. Hôm bữa mình gặp có một thằng nó giăng như này các bạn. Nó giăng lưới 8 phần. Là các bạn lưới mình nè, thôi giờ mình xuống mình thả nha các bạn, coi có gì không. Bên kia cánh đồng các bạn, cánh đồng người ta xả rồi, người ta cắt rồi, người ta thu hoạch rồi, người ta thả xả rồi, rồi xả lúa rồi các bạn. Thôi mình để xuống thả lưới nha các bạn, thả lưới coi có gì không, để nắng chút nắng các bạn ơi. Nè các bạn ơi, mình mới thả tay lưới nè các bạn. Thả xong rồi các bạn. Bây giờ ngâm nó đi. Ngâm nó khoảng chừng 15-20 phút rồi các bạn. Rồi mới xuống thăm. Bữa đi vắng que các bạn, không thấy ai các bạn. Hồi bữa có thấy thằng nó dân đây bây giờ im ru các bạn. Bữa đây không thấy ai câu, ai cắm rồi. Ai dân lưới rồi hết. Trời bữa đây nắng rồi các bạn. Thôi ngâm nó đi, để chút xuống thăm lên cho có dính gì cho các bạn coi. Các bạn ơi, mình nên lấy tay lưới lên các bạn. Cá phi, cá chốt nhiều lắm các bạn. Này cá chốt nè, cá chốt quá chốt nhiều lắm các bạn ơi. Lưới này 3 phân, dính cá chốt nhiều. Nè, chốt không rồi các bạn. Có lộn mấy cá phi vậy. Nè, cá rô đồng nữa các bạn. Nè, cá chốt nè. Cái chốt này cái chốt trâu không các bạn, không phải cái chốt sọc nè, các bạn thấy không, nó to không à. Dính mấy cá phi. Nè, dưới này nữa các bạn. Nhiều lắm các bạn ơi, cá chốt nhiều lắm. Thôi, bây giờ về các bạn ơi, nắng rồi. Mà trời cũng nắng liên tục các bạn, ba hồi mát, ba hồi nắng, ba hồi mát, ba hồi nắng nha.
Tôi về nhà gửi cho các bạn coi. Nè các bạn ơi, mình mới dân trả lưới về các bạn, mới về tới nhà nè, được mớ cá phi các bạn, được mớ cá phi nè. Ở đây là đưa nguyên rổ cá chốt luôn các bạn, cá chốt với cá rô đồng nè, cá chốt nè các bạn. Cá chốt bự bự không các bạn ơi, to không à. Các bạn thấy không? Cá chốt với cá mè, cá rô đồng. Ở đây mấy cá phi. Dân có một giác là được nhiêu đây các bạn, một giác á, một con tay rồi các bạn. Thắng mà hình các bạn ơi, là cái chốt mình làm xong rồi các bạn. Giờ mình có tiêu rồi các bạn. Phải có đồ nấu canh chua, nấu mấy canh chua ăn các bạn. Nhưng mà ta đột xuất quá các bạn. Thôi mình kho luôn các bạn. Hành nhang rồi mình chế nước mắm nha các bạn. Đi nước mắm vô. Mắm nhiều nhiều chút. Bột ngọt. Muối cũng ít thôi các bạn. Muối này nó mặn lắm các bạn ơi. Đường. Đường nhiều các bạn. Nước màu mình mới thắng rồi các bạn. Dễ vô. Bây giờ mình bỏ cá cho mình ốp coi các bạn. Các bạn thấy không? Cái chốt nè. Cái mùa này nó có trứng dữ không ạ? Nè trứng nè. Đó, cái trứng đó. Mấy con bự bự cái trứng hết các bạn. Đây nè. Trứng nè. Nó tròn.
dân răng con các bạn ơi. Rồi mình ốp đây hơi đi các bạn, khoảng 15-20 phút gì đó, rồi mình mới kho. Còn mớ cà phê nữa các bạn, để dành mai, cà phê cái rô đồng để dành. Mình ốp lâu rồi các bạn ơi, giờ bật lửa lên kho. Mình ít cho ăn ớt lắm các bạn, ăn tiêu, kho gì ăn tiêu chứ ít ăn ớt lắm, cho nên nhiều món mình không có ăn ớt, nhiều khi bỏ vô thì thôi chứ mình ít ăn lắm các bạn. Chốt này kho cứng kìa các bạn. Ngắt rồi các bạn. Trứng không các bạn ơi. Còn nào không có trứng nữa các bạn. Rồi giờ mình đổ miếng nước vô các bạn ơi, đổ nước cho nó chín, chỗ đầu để rửa riêu các bạn, rửa riêu riêu thôi, cho nó thấm từ 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 xuống. Nó cạn rồi các bạn ơi. Giờ bỏ hành là dừa rồi, hành tiêu. Hành tiêu. Cũng không cần cái kho khô đâu các bạn. Kho dừa dừa thôi. Còn nước được rồi, hơi hơi nước. Đó, dễ được rồi các bạn ơi. Rồi, tắt lửa các bạn. Các bạn thấy không? Cái chốt nó chín rồi các bạn. Đó. Mình làm sạch đúng rồi các bạn, mình kỹ lắm á. Món cá chốt kho tiêu. Mình xong rồi các bạn.